Rồi, sắp được cô Phạm Duy chào tất cả các bạn thủ nha. Bắc Trung Nam đã quay trở lại video ngày hôm nay. Video ngày 19 tháng 12 ạ. Video lên tôi gọi mình là có cho mình là 30 mẫu cần nha và hai con máy. Thì giới thiệu sơ lược có những giống như là Ortega và Daiwa Kit nha. Cần thì sẽ có những dòng cần lua. Cần lua thì từ 2m4 cho đến 3m mấy như này. Khoen xích này. ISO thì có những dòng khoen lớn và khoen nhỏ từ Daiwa nha. Cho từ Daiwa cứng 4 này tới cứng 5. ISO biển nha anh em. Có một con ISO khoen nhỏ nha, 6m3, cứng 3 này của Olympic. Một số cần xúc thì từ 3m9, 4m5 đây, đầy đủ nha. Cứng từ 25 đến 27 và cán vợt 5m4 này, 4m5. Một số thì cần tay thì có cần tay lóng ngắn, cần tay trợ máy và cần tay có chế độ zoom như này. Đây có một con Daiwa Sapa nha, có 3 chế độ zoom 7-8m, 9m này. Và một số cần thì lua thì những dòng như là một khúc khoen xích gôn, cần cắm gốc này, cần lua hai khúc nha này, máy đứng. Và một số cần he chi 2-3 khúc cho nên mình câu ngâm câu lan xe. Thì hàng bên em sẽ ship code toàn quốc nha anh em, cho máy sẽ đóng nước và giao hàng tận nhà, anh em được kiểm tra hàng nha, chưa có thanh toán ạ. Rồi, chốt đơn cái liên hệ trực tiếp là 0923 534779, tất cả mặt hàng bên em đều được ship code toàn quốc. Con này thì mã số 1 anh em, thì đây có một con máy có dòng là Ortega Shimano nha, 2000S. Con này thì hàng có bên là Sapa nha anh em. Đây Sapa nội địa Nhật nha, 2000. Con này tình trạng của máy thì hầu như còn mất cứng nha, 995%. Con này thiết lập, con này thì cối nông nha anh em, cối nông thiết lập anh em mình cô lua này, cô ISO. Cái này thông số cước như sau: cước số 3 125m, số 4 100m và số 5 được 75m nha. PE thì 0.8 110, số 1 được 80m cho mình. Mà trong vào ít cước thôi, khối nông thì ok. Hàng Japan nha, lưỡi gà, lầu cước này, gạt cước này, cực kỳ nhạy nha, đổi tay trái phải được cho mình. Con này thì ABS đầy đủ nha, mấy cái dòng mình thì anh em biết rồi, cực kỳ ngon. Chúc chạy 2 chiều ở đây. Máy thì bao mượt nha, hàng Japan thì con này thì anh em mua về câu cả đời luôn. Con này thì mã số 1 giá 1.800.000 này. Đây 1.800.000 ạ. Mã số 2 đối với máy thì sẽ có một con máy, con này thì của dòng Daiwa, con này thì Daiwa Cardia Kit nha em. Kit Cardia 2500. Nó có bằng 23.000 cho mình á, con này thì kit thì hàng Thái Lan rồi. Con này thì đã đổ cái tay quay núm như này, cái núm tay quay cho mình đây. Lưới nha, đây là tay núm. Thì con này thì cối sâu, có lỗ có cước sẵn cho mình đây. Đây, cước này, lưỡi gà này, gạt cước này. Nhẹ nha. Và con là cước thì còn mới. Đây, tổng thể thế này, tình trạng của máy thì nó sẽ có xước sơ sơ nha, đây xước dâm thế này này, xước sơ đích đây một xíu thôi. Mấy con cái con đây kích thì anh em biết rồi, giá thì cực kỳ ngon nha. Đây, iPad thì đủ cho mình một chiều này, bao mượt nha. Đây cực kỳ ok, chúc chạy 2 chiều ở đây. Đây con này thì nói chung là câu cả đời cho mình á, mình câu tầm 1-2 năm thì anh em đi bảo dưỡng vào dầu và mở lại thôi thì ok hết. Rồi thì thông số cứ con này như sau, cứ con này thì like nha anh em, cước là cước số 4 200m, số 3 được 150 nha anh em. Con này mã số 2 đối với máy giá 1.500.000 nha, 1.500.000 ạ. Rồi đối với cần, cần thì sẽ có 30 mẫu cần. Thì số 1 sẽ có một con cần lua rút trước nha anh em. Đây con cần lua rút nha. Con này thì cần lua rút độ dài con này 1.8. Con này thì dạng ISO khoen lớn lua rút cho mình này. Con này khoen patch là khoen patch chính hãng thôi cần nha. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Độ cứng con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào M nha anh em. M ngọn sẽ có hai khoen chạy. Con này chỉ có cho mình hai lóng thôi nha. Đây phần carbon xoắn vơ. Khoen là khoen patch chính hãng cho mình. Trọng lượng cần thì cân được là 140g, mã số 1, giá 400.000 như này. Đây 400 ạ. Mã số 2 một con cần lua rút luôn. Con này là cần lua rút, con này thì cần cực đẹp như này. Con này thì độ dài của cần là 11 feet là 3m3, thông số tại mồi từ 7 đến 28g, tại cá từ 8 đến 18 lờ bao nha, tầm 9 cái cá. Cứng tầm khoảng M của dòng Campbell nội địa Nhật này. Thêm vàng đầy đủ đây. Bắt vạn Fuji, dàn khoen của mình thì là dàn khoen full sit nha. Đây dàn khoen full sit 3m3. Con này ngọn 2.2 ly, ngọn sẽ có một. Đây hai khoen chạy nha, khoen sit hết. Con này thì kèm cho mình là ba lóng. Đây, cần thì đẹp và sáng hết nha. Con này thì lui nhớ hơi nhớ thật, anh em lui gần mới được này. Câu ngâm, câu ISO được nha. Hàng mới, hàng tuyển nha mình. Khoen sit 3m3 cứng tầm khoảng M, nặng 210g, mã số 2, giá là 1 triệu cho mình nha. Mã số 3, số 3 một con cần ISO khoen lớn. Con này thì của hãng Shimano nha này. Đây Shimano. Con này thì dòng là dòng Shimano, độ dài con này là 5m2, đi kèm 5 lóng, độ cứng 4. Hàn Quốc nha, Korea xuất thị trường Nhật, có mã code và tem vàng đầy đủ đây. Thì ISO khoen lớn thì đa số là bắt vặn rồi. Cái pack con này thì nó sẽ có một cái tem Shimano đây, nó tróc rồi nha. Bắt vặn này, Fuji Shimano. Cái con này thì dàn khoen của mình là dàn khoen full sit như này. Đây, dàn khoen full sit nha. Con này thì có định vị đầy đủ đây. Định vị khoen, định vị lóng này.
Con này độ cứng 4, đánh lục đầu cần, cầu bình hay cầu gần đều được này. Ngọn là 21.8 ly, sẽ có một hai phần chạy nha, là ngọn cho mình. Lóng thứ hai thì có một phần chạy đây, tổng thể thế này. Con này thì nước sơn nước xiết thì nó sẽ còn đẹp và sáng này. Con này hai khoen chạy của dưới của nó đều là khoen đề ba và khoen sát đề ba thì khoen chạy cho mình nha. Đây, tổng thể từ đây cho mình tầm khoảng 90%. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xiết hết, cứng 4 hạ tay ra cho mình tầm khoảng vào 5-6 h. Trọng lượng con này là 300g, 300g nha anh em, mã số 3. Giá con này là 1.700.000. Con này thì ở đây sẽ có một cái miếng cao su nha anh em, nó bị mất rồi nha. Anh em lưu ý. Mã số 4, thì một con cần ISO khoen lớn. Con này thì của Daiwa này. Đây của Daiwa. Con này dòng Daiwa dòng Liberty Club, 5m3 độ cứng 4 này. Cứng 4. Con này hàng Việt Nam xuất Nhật nha, có mã code và tem vàng đây, xuất thị trường Nhật cho mình. Bắt đập vặn này, Daiwa Fuji. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, đây loại xi đá xám. Cái lóng ngoài là phôi hay da, còn mấy lóng trong thì carbon xoắn vân. Ngọn cân thì là ngọn 1.7 ly, ngọn sẽ có 1, 2, 3 khoen chạy nha. Nhưng dòng Daiwa Liberty này thì ok, cực ngon rồi. Đây, phôi phía còn sáng này. Việt Nam mình thì có một cái nhà máy Daiwa Đà Nẵng nha em. Trong cái này thì anh em ai cũng biết rồi. Đây, nó sản xuất Đà Nẵng Việt Nam, sau đó xuất thị trường Nhật. Rồi bên Nhật nó lại về Việt Nam lại đây. Con này nặng cho mình thì cân được là 370g, mã số 4 ạ. Giá là 1.200.000 nha em. Đây, 1.200.000. Đây qua nha, Liberty. Còn rất đẹp. Mã số 5, thì con này ISO khoen lớn, con này thì cứng hơn, tình trạng thì có sức dâm nha em. Con này ISO khoen lớn cho mình của dòng Rosa Carbon, độ dài là 5m4, độ cứng 5 nha. Độ cứng 5 thì dạng cứng hơn rồi, cứng hai con kê. Khoen pad Fuji, đây loại xi-lát xám. Cứng 5 thì cái đầu bu là đầu bu Fuji 3 chân, ngọn con này là ngọn 2.2 ly. Ngọn con này thì sẽ có 1 này, 2 này, 3 khoen chạy nha. Đây, phôi carbon xoắn vân, lóng thứ hai thì có 1 khoen chạy cho mình thế này. Đây, tình trạng thì có sức cho này. Đây, con này thì nó xước là nó xước cái lớp sơn bóng 2K ở ngoài á. Đây, nó phủ lên thì lâu ngày nó sẽ bị chóc sơn như này. Tổng thể này, cần thì còn ok nha. 5m4 cứng 5, Rosa Carbon hàng nội địa Nhật. Pad của mình là pad vặn nha, Fuji FPS. Tổng thể thế này, con này thì phôi tương đối dày. Nặng cho mình là 500g, mã số 5 nha em. Giá 800.000 ạ. Mã số 6, thì một con cần ISO biển. Đây, con này con ISO biển nha em. ISO biển con này cứng này. Con này ISO biển độ dài con này là 5m2, cứng M nha. Cứng M thì nó cứng hơn con này này. Nó cứng tầm khoảng độ cứng 7 nha em. Tính theo ISO càng lớn này á, nó cứng tầm khoảng vào độ cứng 7 cho mình. Con này là của dòng Will, hàng của mình là hàng Korea nha em. Đây, Korea xuất thị trường Nhật này. Tổng thể thế này. Con này dàn khoen của mình thì nguyên cái dàn khoen full xích nha. Đây, dàn khoen full xích biển hết. Ngọn con này thì ngọn đo cho mình là ngọn 2 ly. Ngọn sẽ có 1, 2 này, 3 khoen chạy nha. Những con này thì hàng tuyển sẽ có định vị nha em. Đây, tất cả các lóng kèm của mình sẽ có định vị kèm với này. Cái ngọn thì có 4 khoen chạy nha. Cái lóng thứ hai thì vẫn có cho mình 2 khoen chạy đây. Định vị hết nha này. Nguyên bản nguyên zin hết. Đây. Định vị lóng để mình khoen. Tình trạng thì nó sẽ tầm khoảng vào 90% trở lên á. Cần đẹp và sáng nha. Khoen các bạn là dạng khoen full xích hết. Cái con này thì cái pad zin của nó là pad dưới này nè. Pad zin là pad dưới này. Còn cái pad cao này là cái pad Nhật Độ nha. Bên Nhật thì người ta câu pad cao nhiều, nên là người ta đã gắn thêm mình thêm cái pad gold này, Fuji Gold F7. Anh em thích thì về mình tháo ra, còn để về mình cấu được nha. Câu biển thì đa số mình kẹp nách đó, thì nó pad rất cao thì ok. Còn anh em Việt Nam mình thích thì ngắn có được này, nguyên bản ở đây. Gốc thì bằng cán gỗ, sẽ có dây buộc bảo hiểm ở đây. Con này trọng lượng của cần thì cân được là 360g, mã số 6. Giá con này là 2.200.000 anh em, 2.200.000. Con này bán 1.200.000 chết luôn á. Số 7 ạ, số 7 thì một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì của hãng Olympic, 621 là 6.3 anh em, cứng 3 này. Con này cực cần Olympic dòng carbon anh em, để carbon, khoen con này là khoen Fuji dạ quang nha, tình trạng con này thì còn mới. Con này đem về hạ cần tay anh em. Đây, Fuji dạ quang. Con này độ cứng 3, hạ tay tầm khoảng 4 h cho mình thôi. Cái dòng này thì không cứng lắm, ngọn 1.8 ly. Ngọn con này thì nó sẽ có 3 khoen chạy thế này. Phôi carbon như này. Đây, khoen có mình là khoen Fuji dạ quang hết này. Đây, tổng thể thế này. Nước sơn nước xiết thì còn ok. Và sáng hết đây. 6m3 độ cứng là độ cứng 3. Con này thì pad là pad gập Fuji F7. Trọng lượng cân là cân được là 530g, mã số 7. Giá để cho mình là giá 550 như này. Đây, giá tốt nha, cần có rất là mới. 550.000 thôi. Mã số 8, thì một con cần dạng cần súp. Con này thì cần súp có dòng là Sofeta này. Đây, con này thì độ dài con này là 4.5 nha em. 4.5. Thì pad có là pad chính hãng theo cần. Và dàn khoen của mình thì cũng là khoen hãng luôn nha.
bên hạng loại xứ xám. 4m5 thích hợp anh em mình câu lọc đầu cần, câu ngâm này. Ngọn cần thì ngọn nhỏ 1.8 ly, cấn tầm khoảng 20, tính theo cần lọc. Ngọn con này thì nó sẽ có một và hai khuyên chạy như này. Con này thì mềm nha, anh em lý nó sẽ mềm cảm giác thôi, không cứng lắm. Đi kèm là 5 lóng. Đây, tổng thể này. Con này hạ cần tay chắc sẽ rơi cho mình tầm khoảng 5h thôi nha. Đây, hồi phía thế này. Mình giá rẻ thôi, 4m5. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 330g, mã số 8, giá 500.000. Nắp chụp thì sẽ bằng inox nha. 500. Mã số 9. Số 9 thì một con cần, con này dạng cần súp cho mình luôn. Con này thì ngắn hơn. Con này có dòng là dòng súp cát 2, độ dài con này là 3m9 nha em. Pad của mình là pad gập nha, Fuji F7 này. Cái pad của nó thì nó được bọc một cái màng co nhiệt này cho nó khỏi sức cần nha. Là tổng thể thế này. Cần carbon, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, đây loại xi đất xám 3m9. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 25, ngọn con này tôi đo cho mình là ngọn 2 ly, ngọn sẽ có 1 2 khuyên chạy nha, Fuji xứ xám. Đây tổng thể thế này. Đi kèm là 4 lóng như này. 4 lóng. Trong con này thì cũng không cứng lắm nha, thì mình không ngâm cô đơn. Đánh lọc độ cần đều được. Cứng tầm khoảng vào 20 đến 25 thôi. Khuyên pad Fuji. Trọng lượng con này thì cân được là 300g, mã số 9, giá 500.000 ạ. Mã số 10. Số 10 thì một con cần lọc, con này dạng cần súp cho mình luôn. Con này thì của Suzumi nha em. Suzumi hàng Korea xuất Nhật này. Đây có tem vàng này. Độ dài cần là 4m5, độ cứng 25, đánh lọc độ cần gần bờ. Bắt gặp Fuji F7, dàn khoen Fuji, khoen lớn nha, xứ đá xám. Thì con này cứng 25, ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.3 ly. Ngọn sẽ có 1, 2 khoen chạy nha, đi kèm 5 lóng. Tình trạng con này thì còn đẹp và sáng hết này. Đây, đẹp và sáng như này. Cái này là mới. Tổng thể thế này. Đây, con này nước sơn của nó zin nha, zin theo cần hết nha. Cái dòng mà thầy này biết rồi. Đây, có định vị này, cái nút là định vị cho mình đây. Đây, cần còn sáng và đẹp. 4m5 độ cứng 25 Suzumi, nặng là 460g, mã số 10, giá 900 nha anh em. Đây 900.000 nha. Tiếp theo thì mã số 11 ạ. 11 thì một con cần lọc, con này thì 4m5 độ cứng 25 cho mình luôn. Con này thì giá rẻ hơn. Tình trạng thì có hơi sớt nha anh em. Bắt gặp Fuji F7 này, dàn khoen là dàn khoen Fuji nha. Đây loại xi đất xám. Tổng thể thế này. Cái khoen con này thì nó bị cong cong như này. Đây nó bị cong cong thế này nha. Ra gặp được. Cứng 25, ngọn cần đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Ngọn sẽ có 1 này và 2 khuyên chạy. Nước sơn ở trên màu trắng, còn dưới thì carbon xoắn vân. Con này vẫn đi kèm là 5 lóng như này. Đây vẫn đi kèm cho mình là 5 lóng nha. Đây, tổng thể thế này. Đóng semi chống nổ đầy đủ đây. 4.5 độ cứng là 25. Con này trọng lượng của cần thì cân được cho mình á là 3520g, mã số 11 nha em. Giá 600.000 nha. Đây 600.000 cho mình nè. Mã số 12 thì đây sẽ có một con cần lọc luôn. Con này thì cần lọc này của hãng Daiwa nha em. Đây cần lọc của dòng Daiwa. Con này thông số cần là 4m05, độ cứng là 25, của dòng Subswing nha em. Hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng hết đây. Pad của mình là pad gập nha, Fuji F7, dàn khoen là dàn khoen Fuji, đây loại xi đất xám. Cứng 25, đánh lọc độ cần gần bờ, ngọn 2.2 ly. Con này thì có định vị nha em, đây có 1 này, 2 định vị khoen hết nha. Cần thì nó sẽ còn đẹp và sáng. Con này thì mới, rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90%. Đây, để cho mình giá tốt cái này. Con này cho mình giá là 1.4 triệu nha. Đây, 1.4 triệu mới cứng luôn. Đánh lọc đầu cần gần bờ. Dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ xám, có định vị đầy đủ cho mình ạ. Trọng lượng con này thì cân được là 340g thôi. Tương đối nhẹ nha, mã số 12. Giá 1.4 triệu ạ. Đây, 1.400.000. Mã số 13. 13 thì một cán vợt như này. Đây, một cái cán vợt carbon nha. Cán vợt carbon này thì độ dài của cán là 4m5. Đây cái gen của cán nha. Gen cán này là gen 12 nha. Hàng Nhật thì gen 12 rồi. Cái này thì nó vẫn có cho mình hai cái chỗ đây này, mình móc cái dây trợ lực đây, dây đeo nha. Gấp con này thì nó sẽ được cuốn cái băng keo lại cho mình đây. Tổng thể này, con này thì có dán mấy cái dạng như Jackson Boy này. Ok nha em. Cũng dạng vừa không cứng lắm. Đây tổng thể thế này. Tình trạng cán thì nó sẽ có sức dăm. Để sơ sơ theo cần thế này. Cán này thì bốn lóng như này. Bốn lóng này, cán carbon cho mình nha. Có hơi xước. 4m5 thì cũng dạng vừa, không cứng không mềm lắm. Con này mã số 13, giá 500.000 ạ. Mã số 14 thì một con cần tay lóng ngắn như này. Đây. Con này thì cần tay lóng ngắn như này. Con này của hãng là Suzumi như này, 5m4 nha. Đi kèm là 12 lóng này, 12 feet cho mình. Thì mấy con này thì anh em mình rô giết mẹ dân thôi. Con này là ngọn là 360 độ chống xoắn nha. Đây là bu của mình á. Ngọn nhỏ nha, ngọn đặc 0.6 ly. Phôi carbon xoắn vân, hay lắm cho mình. Con này thì cho là bỏ cốp xe, ba lô, mình đi du lịch rất là tiện nha. Đây, mấy con này thì phôi tương đối dày,
chép tầm khoảng 2-3 ký đến thoải mái như này, còn lại bò thoải mái như này. Đồng lít thì ok nha, nói chung thì có xước thì giảm sức dăm sơ sơ thôi, không ảnh hưởng gì cho mình ạ. Con này thì phôi tương đối dày nha, nó nặng là 200g, mã số 14, giá 500.000, Suzumi 5m4, thu gọn 54cm nha. Tiếp theo thì một con cần tay lóng ngắn luôn, con này thì của dòng carbon này, 5m4 như này, hàng Korea xuất thị trường Nhật, đây có tem lửa đây, tổng thể thế này. Cái con này thì nó sẽ có cái nắp chụp như này. Rồi thông số con này như sau, ngọn con này thì đo cho mình á là ngọn 0.8 ly. Đây. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân. Con này cũng tầm khoảng 12 lóng luôn. Đây, lóng con này thì nó sẽ còn đẹp và sáng này. Một xanh như em, xanh lợt ạ. Đây, chung là ok nha. Chung là mấy con này thì hàng tới anh em cứ tháo ra như này, tháo ống nước ra, mình cứ lôi cần ra rồi mình cứ rút ra, mình cứ kiểm tra lại từng lóng kỹ giùm em. Còn trong hàng thì không dập không bể nha, thì mình thanh toán tiền của nhân viên giao hàng được rồi. Rồi con này thì phôi cũng tương đối dày nha, đánh chép mẹ dân được. Con này nặng là 210g, mã số 15 nha em. Giá cũng là 500.000 nha. Thu gọn là 54cm cho mình nè. Rồi con này thì tay lóng ngắn, con này thì dài hơn. Con này thì mã số 16, con này thì 6m3 nè. Con này có dòng Siuta, thì tổng thể thế này, hàng nội địa Nhật nha. Con này chắc chiều hơn, chắc tầm khoảng 14-15 lóng á. Thì con này tầm tình trạng thế này, thẻ sẽ báo rõ nha, thì để cho mình giá rẻ hơn. Con này thì trước em bán nhiều lắm nha anh em, mình lấy mấy con như này á, ở nhà có thì mình lấy thêm một con này về thì rất là tiện nha, có hai con thì nó sẽ cua. Ngọn có đây là sông 0.7 ly, con này thì cần cứng nha, ra tầm khoảng 4H. Đây mình lóng ok này. Có một cái lóng như này, có một cái lóng này thì bên Nhật người ta đã gia cố lại như này. Như có một đường nước rất là nhỏ nha, nó ra cố lại như thế này. Đây một lóng mà thôi. Còn lại tất cả các lóng của mình thì ok nha. Đây, còn thì em sẽ bán giá rẻ cho mình 400.000 nha. 400 thôi. Nói chung anh em mình câu ok, cứ rút ra mình vậy thoải mái, không ảnh hưởng gì. Cái vết đó một vết rất là nhỏ. Mà bên Nhật người ta gia cố sẵn thì em sẽ để về luôn. Để chuyển giá rẻ như này, 400 thôi. 6m3. Mấy con này trước em cũng bán 4-5 cây á. Anh em nào có trước có mua á thì giờ lấy mấy con này rất là tiện này. Mình có lấy thì những hàng Nhật thì nó có hai cây giống nhau á, thì nó có xui xẻo nó có dập gãy lóng nào thì mình có thay thế được nha. Con này thì câu bình thường như này, không ảnh hưởng gì, cứng tầm khoảng 4H. Nặng là 300g nha anh em, phôi dày, mã số 16, 400.000. Ơi, thu gọn nha. Thu gọn 55cm cho mình ạ. Mã số 17, 17 thì một con cần tay trợ máy, con này cứng này, con này thì tay trợ máy của hãng Ryobi. 5m3 độ cứng 2, Wonder Carbon nha, hàng Korea xuất thị trường Nhật này, thì made in Korea, mã code và tem vàng ở đây. Con này thì 5m4, 5m3 nha, cứng 2 tầm khoảng 4H tính theo cần tay, ngọn nhỏ, ngọn đặt, ngọn tháp. Ngọn 0.7 ly như này. Đây, ngọn con này thì là ngọn đặt, ngọn tháp này. Phôi carbon này. Đây, khuyên khít ok nha, có khuyên chạy đầy đủ hết này. Khuyên của nó thì cái tay trợ máy cho em biết rồi. Mình luôn cứ nhỏ vào thôi, dạ em không cần tay á. Mình làm cái máy nhỏ xíu và mình gắn vào. Con này cứng 4H nha. Ryobi mới, đo cho mình tầm khoảng vào 99%. Pad của mình là pad gập nha, Fuji Stylus LF6. Con này trọng lượng của cần thì cân được là 1-200g, mã số 17 nha, giá 900. Đây 900.000 nha. Rồi mã 18, 18 thì con cần tay này cho anh em mình nhẹ này, con này chép. Chép hay đánh cắm được đây. Con này là cần tay, con này thì cần tay của hãng Daiwa, con này thông số cần như sau. Con này có 3 chế độ như này. Đây 7m rưỡi, zoom 8m và zoom 9m nha. Đây có 3 chế độ, hàng có bằng nội địa Nhật này, made in Japan, có mã code đây và tem vàng đầy đủ này. Tình trạng gốc thì nó sẽ có xước dăm sơ thế này nha này. Rồi phụ kiện con này thì nó sẽ có cho mình một cái nắp chụp này. Đây một cái nắp chụp nha. Con này thì cần ra thẳng này, đo cho mình tầm khoảng vào 5-6H. Đầu bu này, đo cho mình sát trên này á là 1.5 ly như này. Đây cần ra thẳng nha. Phôi carbon xoắn vân. Trong là hàng bãi thì anh em biết rồi, đã qua sử dụng thì nó sẽ có sức dăm nha này. Đây, sức dăm sơ sơ theo cần thế này. Đây, còn lại thì ok nha. Không ảnh hưởng gì. Đây, sức dăm cho mình. Rồi 7m5 thì anh em mình câu ngang đây, còn muốn câu 8m, rút nó zoom vào đây này. Đây, zoom vào đây. Zoom ra. Còn muốn câu 9m, rút zoom vào đây luôn. Đây, 9m cho anh em, maximum là 9m nha. Thì mấy cái lông zoom của nó thì nó vẫn còn ok nha. Đây, nó hơi lỏng một xíu thôi. Mấy cái này thì anh em về mình có thể là da cố keo vào. Ít nữa thì nó sẽ cứng hơn. Đây, 8m này. Trông thì cứng như này, sát cho mình hết. Con này thì sẽ có một cái nắp chụp nha. Đây cái nắp chụp và kèm theo cần thế này. Có 3 chế độ zoom. Con này trọng lượng của cần thì cân được á là 320g nha anh em, tương đối nhẹ, mã số 18, giá 1.600.000 nha anh em. 1.600.000. Bài qua 3 chế độ zoom.
Rồi sẽ có một số cần lua một khúc và hai khúc cắm gốc. Mã số 19 thì một con cần lua, con này thì cần lua một khúc như này. Đây một khúc nha, máy đứng. Con này của dòng là Mazograph nha anh em. Mazograph độ dài con này là 6 feet, 1m8, độ cứng là NML. Thông số tải mồi từ 1/8 đến 3/8 OZ, tầm khoảng vào 21g. Tải cá mát là 10 là bao tầm khoảng 5kg nha. Đây. Tay cầm con này sẽ bằng cán mút này. Đây tay cầm cán mút nha, Mazograph. Cái dòng này thì nội địa Nhật này, không xuất thị trường đây. Dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet này, hai chân. Đây tổng thể thế này. Cần thì còn sáng và đẹp đấy nha, nguyên bản nguyên zin hết. Ngọn tầm khoảng vào 2 ly. Đây, khoen sheet hết nha. Thế là cho nên mình lưu lóc lưu chẽm, nói chung là cần một khúc á thì nó cho mình di chuyển hơi bất tiện như này. Chứ thật ra một khúc đánh trâu bò hai khúc rất là nhiều. Nặng là 105g, mã 19, giá 1.200.000. Đây 1.200.000 như này. Vẫn ship có toàn quốc là 30.000 một đơn. Mã số 20 thì một con cần lua máy đứng một khúc luôn. Đây con này thì khoen có mình là khoen gold nha. Cái con này thì của dòng là Fenwick anh em. Cái Fenwick này thì là hàng có mình là Taiwan xuất thị trường Mỹ nha. Đây, Taiwan xuất thị trường Mỹ. Độ dài là 6 feet, 1.8, cứng NM. NM thì nó cứng hơn con hồi nãy một xíu. Đây, tổng thể thế này. Có tem vào đầy đủ đây. Thì tay cầm con này thì nó bằng cán bừng, cán gỗ, Fenwick, dàn khoen Fuji nha, gold cho mình. Đây. Cũng 1.8 luôn, ngọn thì cũng là 2 ly này. Nên là NM thì cứng hơn NML một xíu. Đây, full carbon xoắn vân nha. Tổng thể thì còn mới tầm khoảng 90%. Con này thì tương đối nhẹ như này, nặng là 110g, mã số 20, 1.300.000. 1.3 nha. Mã số 21 thì một con cần cắm gốc, con này thì máy đứng, cho nên mình câu dít, câu biển đều được này. Đây. Con này thì thông số cần như sau, độ dài con này là 1.8, độ cứng 50. 50 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào NM nha. Con này thì khoen pack của mình là khoen pack hãng nha. Đây khoen pack hãng của mình là loại sứ đá xít này. Đây tổng thể thế này. Con này thì ngọn của mình là ngọn đặc cái này. Anh em lưu ý nha, con này thì là ngọn đặc thủy tinh. Đây tổng thể thế này. Cứng 50 thì tầm khoảng với NM, ngọn đo sát cái này cho mình là ngọn 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly. Cần thì nó sẽ còn ok hết này. Đây. Trọng lượng con này thì cân được là 230g, mã số 21. Giá con này là 550 ạ. Đây, 550.000. Mã số 22 thì một con cần cắm gốc. Đây con cần cắm gốc này thì của dòng là Zenith cái này. Đây Zenith con này thì nội địa Nhật hết rồi. Độ dài con này là 6 feet là 1m8, thông số tải mồi từ 60 đến 120g. Zit nha em, zit mồi hàng nặng được này. PE là 1 đến 3 nha. Đây PE từ số 1 đến số 3 cho mình. Dàn khoen con này là dàn khoen full sheet 3 chân hết đây. Đây dàn khoen full sheet của dòng Zenith. Zenith thì em biết rồi, nội địa hết. Cứng tầm khoảng với MH, ngọn 2.4 ly. Đây dàn khoen các bạn là dàn khoen full sheet đấy nha. Đây, tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn sáng và đẹp thế này. Nguyên bản nguyên zin. Gốc con này thì chỗ này được cuốn chỉ này, zin theo cần nha và lên keo cho mình cầm chắc tay hơn. Tay cầm cán mút. Trọng lượng của cần cân được là 245g, mã số 22, giá 1.800.000 nha. Mã số 23 thì một con cần lưu hai khúc máy đứng. Đây con này là cần lưu hai khúc máy đứng, mã số 23 của hãng Suzumi. 5'6" là 1m68, độ cứng L. L thì cũng dạng mềm cảm giác thôi, hàng nội địa Nhật. Khoen Fuji 3 chân này, đây lọ sẽ đá đen. Ngọn 1.8 lên như này, phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này. Phôi carbon xoắn vân. Tay cầm thì cắn mút bát vặn Fuji DPS này. Hai khúc nha. Con này lưu lóc lưu chẽm cảm giác đều được. Nặng là 90g, mã số 23. Giá 500.000. Mã số 24 một con cần lưu hai khúc máy đứng luôn. Con này thì cũng dạng cứng như này, con này cần carbon nha. Cần này thì thông số cần là độ dài con này là 9 feet là 2m7 nha. Độ cứng con này thì tầm khoảng với NM này. Thông số tải mồi từ 14 đến 40g. Con này dòng Beat Sliver. Con này khoen pack các bạn là khoen pack chính hãng theo cần nha. Đây có loại Sidacid cho mình đây, ngọn lớn 2.5 ly. Con này thì mình lưu gần, lưu nhớ hơi và nhớ thật đều được đây. Đây tổng thể thế này. Thì khoen pack là khoen pack hãng này, 2m7 để cho mình giá rẻ thôi. Trọng lượng con này thì cân được á là 280g, mã số 24 như này, giá 500.000. Con này thì cứng nha. Rồi tiếp theo mã số 25 thì một con cần Hechi hai khúc cho mình có bè này, để có bè cũng ngâm. Con này thì 1m95 của dòng Will nha. Đây của dòng Will này thì hàng Korea xuất Nhật thì nó trông cái hãng với con Aris. Đây ISO 7 như này. 1m95 thì con này khoen pad Fuji nha. Cần rất là đẹp, ngọn 1.5 ly, độ cứng tầm khoảng vào 20 thôi. Đây cần sáng và đẹp đó nha. Cùng ngâm cô bè cho mình. Bắt gặp Fuji F6, gốc thì bằng cán gỗ. Con này nặng là 190g, mã 25, giá 600.000. Mã 26 một con cần hai khúc. Con này cùng ngâm đang xe này. Đây con này thì thông số là 2m1 như này, độ cứng 30 của dòng Pro Mane. Con này thì ngọn cần là ngọn 2.3 ly,
Đây, khoen các bạn là khoen thường nhé, lọ xứ ship. Tay cầm căng bút và pad vặn Fuji này, DPS. Gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm như thế này, công ngâm lan xe. Nặng 230g, mã 26, giá 600.000. Mã 27 thì một con cần là hai khúc luôn. Con này cũng dạng công ngâm lan xe, con này rất đẹp như này. Con độ dài con này là 2m1, độ cứng 30, khoen pad Fuji hết nha. Con này ngọn 2.2 ly. Đây tổng thể thế này, 2.2 ly nha. Cần thì nó sẽ sáng và đẹp hết. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji, gốc thì sẽ có một dây buộc của Daiwa thế này. Đây, hai khúc nha. 30 thì dạng mềm vừa vừa thôi. Nặng là 180g, mã số 27, giá 700.000. Mã số 28 thì con này là con cần 3 khúc, con này của Olympic thế này. Con ngâm lan xe đánh chép mè này. 3m3 cứng 50, dòng Century, hàng nội địa Nhật nha. 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng và không mềm lắm, ngọn 2.5 ly, hỗ trợ một cái đầu bu phu xích chống xoắn, còn lại dàn khoen Fuji ba chân sứ đen. Đây, phôi phích còn sáng và đẹp nha. Tay cầm thì bằng cán mút bát vặn Fuji chữ vàng Olympic. Trọng lượng con này là 340g, mã số 28, giá 800.000. Mã số 29 thì một con cần hai khúc, con này của hãng Suzumi. Con này thì câu ngâm câu đáy bạo lực đây. Độ dài con này là 2m4, độ cứng 120, dòng Suzumi Epicon, hàng nội địa Nhật này. Dàn khoen là Fuji như này. Đây Fuji lọ xin đất xám. Theo thì đây sẽ có một số cần, con này thì con Hechi này, cho mình câu ngâm á, mấy con cần câu ngâm. Con Hechi này thì hai khúc carbon. Mã số 25. Con này có dòng Will nha em. Dòng Will thì nó sẽ trông cái hạng như con này này, con ISO biển này, hàng Korea cho mình luôn. Thì thông số con này là 1m95 nha em. 1m95, con này độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào 20 á. Đây, khoen của mình là khoen Fuji nha, ba chân. Cần rất đẹp, ngọn 1.5 ly. Đây, con này còn đẹp và sáng hết cho em. Khoen Fuji ba chân hết này. 1m95, cứng tầm khoảng vào 20, cũng dạng vừa, không cứng không mềm lắm. Gốc thì nó bằng cán gỗ thế này. Bắt là bắt gập Fuji luôn. Nặng là 190g, mã số 25, giá 600.000 nha. Đây 600. Hechi Kobe đẹp và mới hết này. Mã số 26 thì một con cần hai khúc, con này chỉ cho mấy anh em mình câu ngâm câu lăng xê. Con này cần hai khúc carbon như này. Độ dài con này là 2m1, độ cứng là 30, của dòng Pro Mane. Bắt là bắt gập này Fuji, bắt vặn Fuji, tay cầm cán mút. Dàn khoen này dàn khoen là Fuji ba chân ở đây. Đây lọ xít xít nha. Đây, tổng thể này. Cứng 30 thì thích hợp mình là câu cảm giác thôi, ngọn 2.2 ly. Đây tổng thể thế này. Câu ngâm lăng xê được nha. Gốc thì sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm thế này. Đây. Trọng lượng con này thì cân được cho mình á là 230g, mã số 26, giá 600.000 nha. Mã số 27, một con cần hai khúc, con này cũng dạng câu ngâm lăng xê luôn. Con này thì nó còn đẹp như này. Con này thì 2m1 cứng 30, con này thì khoen pad là khoen pad Fuji ba chân. Đây lọ xít xít hết này. Ngọn 2.2 ly, con này thì 30 thì dạng mềm, trong là không cứng và không mềm lắm. Cần thì ok hết nha. Tay cầm căng mút pad vặn Fuji. Gốc thì sẽ có một dây buộc của Daiwa đây. Adbook cứng 30, câu ngâm lan xê, câu bè được. Nặng con này chỉ có là 180g thôi. Mã số 27, giá 700.000. Mã số 28 thì một con cần 3 khúc. Con này thì của hãng Olympic này. Đây, Olympic 3 khúc nha. Độ dài con này là 3m3, độ cứng 50, của dòng Olympic Century, hàng nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ. 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng và không mềm lắm. Dạng khoen Fuji 3 chân, loại xe đen. Hỗ trợ một cái đầu bu phu xích chống xoắn, ngọn 2.5 ly. Con này đánh chép, chép câu mè được như này. Tay cầm cán bút bắt vặn Fuji. Đây, Olympic 3 khúc. Con này nặng cho mình thì là 340g, mã số 28, giá 800.000. Mã số 29 thì con này thì dạng đánh cá tra, cá tra bò hoặc là mình đi câu biển này, câu ngâm nha, câu đáy, nước sâu này. Suzumi 2 khúc, 2m4, cứng là 120, dòng Epicon, hàng nội địa Nhật này, tem vàng. Dạng khoen là dạng khoen Fuji, khoen vòm như này, khoen biển, lọ xi đất xám, ngọn lớn nha. Đây tổng thể thế này. Con này thì cứng khỏi phải bàn cho mình rồi. 120 đỡ lên thì dạng bạo lực rồi. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji, DPS, gốc thì sẽ có một dây buộc bảo hiểm ở đây. Con này phôi dày, nặng là 430g, ngọn 3.4 ly, mã số 29, giá 1.4 triệu. Đây 1.400.000 nha. 1.400.000. Rồi cuối cùng thì một con cần hai khúc, con này thì thuộc dạng câu cảm giác thôi. Con này thì cực. Đây cứng như này, ngọn 3.4 ly. 2m4 cứng 120, con này thì phôi dày, nặng là 430g, mã số 29, 1.4 triệu. Gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm đầy đủ nha. Rồi cuối cùng thì con cần này là con hai khúc, con này thì cảm giác thôi. Con này thì của Misaki như này. Misaki thì anh biết rồi, điều nội địa Nhật. Nguyên cái dàn khoen con này khoen pad là khoen pad gold hết nha. Đây, khoen là dàn khoen lá và khoen sit gold nha. Khoen lá bình thường giá nó mắc rồi, còn sit gold thì cực kỳ luôn.
3m5 độ cứng N M. N M thì con này rơi cho mình tầm khoảng 50-80 thôi. 3m5 thì nó sẽ mềm như này, không cứng như là 3m N M cho mình đâu. Đây con này thì ngọn này, đầu bu xít nhưng mà xít côn hết nha. Con này thì anh em mình thuộc dạng câu, thuộc dạng nó cảm giác thôi, nó sẽ có cảm giác nha. Đây khuyên xít côn hết, khuyên lá, tình trạng thì có ok hết. Misaki thì đều là hàng nội địa Nhật rồi, khỏi bàn cãi như này. Tay cầm cán mút bát vạn Fuji chữ vàng, gốc sẽ có cho mình này đầy đủ như này, phôi carbon xoắn caro. Con này nặng là 520g, mã số 30 nha em. Giá con này là 1.600.000 nha. Đây 1.600 cho mình ạ. Rồi tổng thể thì có 3 mẫu cần và có 2 con máy. Thì anh em ứng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ chụp hình từng mẫu em gửi cho mình xem kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em một ngày này tốt lành nha, đi câu nhiều cá sức khỏe. Hẹn gặp video lần sau ạ.